Kính thưa quý phụ huynh cùng các em học sinh thân mến, thì trong clip hôm nay thì em sẽ hướng dẫn cho quý phụ huynh và các em học sinh chúng ta sẽ cài đặt cái phần mềm đăng ký khám bệnh điện tử VNK. Như chúng ta đã biết thì hiện nay đất nước chúng ta đang chuyển sang chuyển đổi số và các cái thủ tục hành chính cũng dần dần chuyển sang chuyển đổi số và công việc khám chữa bệnh cũng vậy. Thì hiện nay thì cả nước chúng ta đang thực hiện đăng ký khám chữa bệnh điện tử bằng cái phần mềm đó là VNK. Trong clip hôm nay thì em sẽ hướng dẫn quý phụ huynh, các em học sinh chúng ta đăng ký cái phần mềm VNK khám chữa bệnh miễn phí trên điện thoại thông minh. Thì trong cái phần mềm này sẽ có đầy đủ những cái chức năng về cái thông tin bản thân chúng ta về cái khám chữa bệnh, về cái thẻ bảo hiểm y tế, và chúng ta sẽ đăng ký khám chữa bệnh trên cái phần mềm này. Quý phụ huynh, các em học sinh lần đầu tiên đến với kênh của Chí Tưởng, xin cho Chí Tưởng một like, một đăng ký, một chia sẻ để nhận những clip tiếp theo. Sau đây mời quý phụ huynh cùng các em học sinh chúng ta sẽ đi vào cái nội dung của clip. Bài đầu tiên thì quý phụ huynh và các em học sinh chúng ta sẽ tải cái ứng dụng VNK về. Đối với cái VNK thì đối với hệ điều hành Android hoặc iOS á, nếu Android á, thì chúng ta sẽ vào CH Play ha. Đối với iOS thì chúng ta sẽ vào App Store và chúng ta sẽ đánh là VNK. VNK ha. Rồi nó sẽ ra cái ứng dụng này ha. Lưu ý này, VNK của VNPT Group ha. Rồi chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Thì cái tốc độ cài đặt thì chủ yếu do tốc độ của mạng và bộ xử lý của điện thoại ha, nhanh hay chậm. Rồi thời gian chúng ta sẽ chờ thôi. Sau khi cài đặt xong thì quý phụ huynh và các em học sinh chúng ta mở ha. Chúng ta mở ra. Đây là cái giao diện đầu tiên ha. Thì đối với cái giao diện này thì do chúng ta mới cài đặt lần đầu nên chúng ta phải chưa có cái tài khoản nên chúng ta phải đăng ký tài khoản. Thì để đăng ký tài khoản thì chúng ta bấm vào chữ đăng nhập và đăng ký này. Đăng nhập đăng ký. Thì nó sẽ ra giao diện như thế này. Thì chúng ta sẽ nhập các cái thông tin cơ bản vào đây, ví dụ như là bây giờ chúng ta sẽ nhập thông tin là số điện thoại và mật khẩu ăn, cái này chúng ta sẽ tạo được chưa. Như giao diện này thì chúng ta sẽ bấm vào thằng đăng ký ăn, tại vì đây là cái giao diện vào phần đăng nhập mà chúng ta chưa có tài khoản nên chúng ta sẽ đăng ký trước. Ta bấm vào đăng ký, họ và tên, số điện thoại, mật khẩu. Thì lưu ý đối với cái mật khẩu á, là nó bắt buộc là phải mật khẩu là có ít nhất là 6 ký tự, gồm có một ký tự qua, một số một ký tự số và một ký tự thường. Nó bắt buộc phải ba cái phần này ha. Rồi, chúng ta tiến hành chúng ta đăng nhập vào chúng ta. Sau khi có cái mã OTP rồi chúng ta bấm xác nhận. Thì lúc này phần mềm nó sẽ báo là đăng ký thành tài khoản thành công, chúng ta bấm đồng ý. Sau khi chúng ta có tài khoản đăng ký rồi chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập ha. Ta đăng nhập rồi, sau khi đăng nhập như này chúng ta sẽ bấm vào phần cái phần hồ sơ. Đây chúng ta thấy cái phần hồ sơ của thông tin của chúng ta ha. Đây tất cả các thông tin của chúng ta, và chúng ta muốn thêm cái thông tin của người thân của chúng ta thì chúng ta sẽ bấm vào. Ở đây có hai cách nhập, thứ nhất đó là nhập thông tin từ hồ sơ và thứ hai là có thẻ bảo hiểm y tế. Đối với thẻ bảo hiểm y tế khi chúng ta bấm vào đây chúng ta sẽ quét cái mã QR trên cái thẻ bảo hiểm y tế à. Đây chúng ta quét mã QR trên bảo hiểm y tế như này. Đó, thì nó sẽ ra cái thông tin của họ, tên ha, đáng thông tin. Các cái phần này chúng ta sẽ điền ha. Đây số bảo hiểm y tế, địa chỉ, họ tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, số chứng minh, được chưa. Rồi địa chỉ thường trú, địa chỉ hiện tại, cái này là chúng ta phải nhập vào. Rồi sau đó chúng ta bấm bấm lưu, đó là thêm cái thông tin của người thứ hai ha. Rồi chúng ta không thì chúng ta sẽ sở ra. Ở đây em chỉ làm demo thôi. Rồi bây giờ tương tự như thế, nếu mà gia đình chúng ta có khoảng hai ba người á, ba bốn người thì chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ vào phần này để chúng ta tiếp tục chúng ta đăng ký những cái thông tin còn lại ha. Rồi bây giờ em sẽ demo cho quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh chúng ta cách chúng ta sẽ có, khi có tài khoản rồi chúng ta sẽ đặt lịch khám như thế nào. Chúng ta ở giao diện chúng ta sẽ bấm vào nhân chủ, và giao diện như này chúng ta sẽ bấm vào lịch đăng ký tại khám tại cơ sở y tế ha. Đây rồi chúng ta sẽ bấm ở đây, chúng ta sẽ bấm do em đăng ký tài khoản này cho một mình thôi nên chúng ta sẽ bấm vào tên chúng ta. Nếu mà chúng ta đăng ký cho gia đình chúng ta thì chúng ta muốn khám cho người nào thì chúng ta phải bấm vào tên của người đó. Rồi, chúng ta sẽ bấm vào tiếp tục. Rồi ở đây chúng ta sẽ có hai cái đối tượng để chúng ta khám, đó là chúng ta sẽ khám dịch vụ hoặc là khám bảo hiểm y tế, ví dụ như em tham gia khám của bảo hiểm y tế à. Rồi chúng ta sẽ chọn cái cơ sở khám
ở tỉnh, chúng ta sẽ chọn là ở Cà Mau. Tôi sẽ đánh chữ Cà Mau vào. Rồi cơ sở y tế, ví dụ như em sẽ chọn ở Cái Nước đi, bệnh viện Cái Nước. À, hiện tại Cái Nước nó chưa cập nhật ha, chưa cập nhật. Ví dụ như em ở cả bây giờ em ở Đầm Dơi, em sẽ khám ở Đầm Dơi. Rồi Đầm Dơi chúng ta sẽ khám ở bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi ha. Rồi rồi dịch vụ khám, chẳng hạn như chúng ta muốn khám về tai mũi họng, răng hàm mặt thì chúng ta sẽ chọn vào ha, khám mắt, khám hô hấp, da liễu, khám nội. Chúng ta muốn khám bên nào thì chúng ta sẽ chọn vào đó. Ví dụ bây giờ em sẽ khám mắt đây. Rồi chúng ta sẽ lựa chọn cái phòng khám mắt, phòng số 20. Ở đây chúng ta có thể lựa chọn bác sĩ, nhưng mà hiện tại thì hệ thống nó chưa có cập nhật cái phần bác sĩ vô đây ha. Thời gian thăm khám chúng ta bấm vào đây lựa chọn cái thời gian để thăm khám. Chẳng hạn như chúng ta muốn thăm khám vào ngày thứ bảy đi, thứ bảy ngày 7 nè, thì chúng ta chọn vào đó ha, tháng thứ bảy. Do thứ bảy là bệnh viện nó không có làm việc nên chúng ta không chọn vào ngày thứ bảy chủ nhật được ha. Chúng ta sẽ chọn từ thứ hai, chọn từ thứ hai cho đến thứ sáu, thứ hai cho đến thứ sáu ha. Rồi ví dụ em chọn ngày thứ hai ngày chín đi, trên đây nó sẽ có cái thời gian trống nè, chúng ta thời gian nào chúng ta muốn khám vào thời gian nào, chẳng hạn như là 11 1 giờ 45 phút, 13 giờ 45 phút, chúng ta chọn vào và chúng ta bấm tiếp tục. Và sau đó chúng ta có thể thêm ảnh, thêm giấy tờ gì đó, và sau đó chúng ta sẽ bấm tiếp tục. Ở đây chúng ta sẽ coi lại cái thông tin lại ha. Okay. Thông tin thời gian là ngày 9 tháng 1, thời gian là 1 giờ 45 phút. Rồi chúng ta coi cái thông tin này, nếu đúng thì chúng ta sẽ chọn vào xác nhận ha. Chúng ta bấm vào xác nhận ha. Bên đây nó đang tải cái dữ liệu. Đây là chúng ta đã đăng ký thành công ha. Là thời gian chúng ta khám là ngày 9 tháng 1 lúc 13 giờ 45 phút. Và chúng ta sẽ về trang chủ. Rồi khi chúng ta về trang chủ rồi, chúng ta muốn coi lại cái lịch hẹn của chúng ta, thì chúng ta sẽ vào thông tin khám bệnh. Và chúng ta sẽ vào là lịch sử đặt hẹn. Đây chúng ta có một cái lịch sử đặt hẹn vào ngày 8 giờ 15 phút ngày 4 tháng 1, và chúng ta sẽ khám vào ngày 9 tháng 1 lúc 1 giờ 45 phút. Và trạng thái đang chờ xác nhận. Và cái này là chúng ta sẽ chờ cái bệnh viện nó xác nhận, là chúng ta sẽ đúng ngày đó, đúng giờ đó chúng ta sẽ lên tới phòng 20 của bệnh viện Đầm Dơi, chúng ta sẽ thăm khám nè. Vừa rồi thì em đã hướng dẫn cho quý phụ huynh các em học sinh chúng ta đăng ký cái phần mềm VNK và đặt cái lịch khám chữa bệnh tại cơ sở y tế. Thì qua clip này hy vọng là quý phụ huynh và các em học sinh chúng ta sẽ đăng ký được cái tài khoản, và chúng ta sẽ thực hiện được cái phần đăng ký thăm khám tại cơ sở y tế. Thì qua clip này hy vọng sẽ giúp ích được cho quý phụ huynh của các em học sinh. Chúng ta sẽ ủng hộ, chúng ta sẽ tiếp tục cùng cả nước chúng ta chuyển đổi số qua cái phần mềm VNK này. Thì cuối clip thì xin quý phụ huynh cùng với em nào lần đầu tiên đến cái clip của Trí Tưởng, xin cho Trí Tưởng một like, một đăng ký, một chia sẻ để nhận được clip tiếp theo. Xin cảm ơn.